Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao tối trên kênh VTV8. Thưa quý vị, như vậy là sau rất nhiều chờ đợi, ngày hôm nay giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 đã chính thức được khởi tranh với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa hình không quá phức tạp cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ đã giúp cho đoàn đua liên tục duy trì được một tốc độ rất cao, và điều đó được kỳ vọng sẽ tái diễn trong chặng đua thứ hai diễn ra vào ngày mai. Kính thưa quý vị, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Mô tô xe đạp Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức. Sau buổi lễ khai mạc, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã chính thức được diễn ra với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm với lộ trình 30 vòng đua, chiều dài 51 km. Kết quả tay đua In Jae-sung của đội Korai Cycling đã xuất sắc về nhất ở chặng 1. Về thứ hai là Korer Park Kyung-un của đội Tập đoàn Lộc Trời, còn về hạng 3 là Korer Trường Tài của VUS. Ngày mai giải sẽ tiếp tục với chặng 2 từ Hà Nội đi Quảng Ninh với chiều dài 144 km.